ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết hiện nay người dân ở đà nẵng có thể vào tỉnh quảng nam và ngược lại nhưng phải khai báo y tế ngoài ra các chốt kiểm soát dịch ở tỉnh quảng nam vẫn duy trì không có chuyện dỡ bỏ chốt kiểm soát như thông tin trên mạng xã hội theo đó đối với người từ thành phố đà nẵng về và có lưu trú tại tỉnh quảng nam nếu đã đến các địa điểm mốc thời gian theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Đà Nẵng thì thực hiện tốt thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, trong đó có yêu cầu phải khai báo y tế trên các ứng dụng.